Sao bạn Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng phục vụ các bác một con điều hòa một cục của hãng Corona. Con này công suất 8.000 BTU dùng cho phòng khoảng 15 mét vuông trở lại các bác nhé. Tất cả các máy Nhật một cục này đều có một công suất thôi. Hình thức con này thì bên em đã làm tút tát lại cho nó đẹp long lanh phục vụ cả nhà rồi. Dàn chiếc sáng rất là đẹp. Mọi chức năng hoạt động ok ngon lành. Thông số tem mát đây các bác nhé, 600W, điện 100V, Corona, ga 410, nặng 21kg. Bây giờ điều khiển từ xa đa năng. Máy mặt dàn lạnh. Dàn còn rất là đẹp các bác nhé, dàn rất là đẹp luôn. Các cái nan đều đẹp. Đây là cái cửa thoát khí lạnh này các bác nhé. Con này thì em bán là 3.800.000 đi kèm một chiếc điều khiển đa năng. Giá chưa có phí vận chuyển, chưa có biến áp. Máy chạy điện 100V cho nên là mình muốn dùng được thì mình phải mua thêm cái biến áp đổi từ điện 220V điện lưới Việt Nam xuống 100V. Các bác nào có nhu cầu mua lắp đặt cho gia đình di chuyển mọi nơi một lúc chỉ cần cắm điện là chạy thôi. Bên em bán máy này thì bảo hành trách nhiệm 6 tháng. Chào các bác nhé.